báo của Phan Mạnh Quỳnh ha. Hoàng cũng mới thấy mới tập cái bài này thôi. Rồi, hôm nay Hoàng review cho các bạn thêm một cây nữa sau cái cây 205 là cái cây HP 207. Thì cái năm sản xuất này á, là năm khoảng năm 2007 đến năm 2010 thì họ ra cái sản phẩm dòng 200 HP, dòng 200 là 203 trước này, thì nó là size nhỏ. Rồi, cái size là 205 thì nó cũng to hơn cái 203 một xíu thôi, không có nhiều. Nhưng mà tiếng và phím nó đều hay hơn 203. Và tiếp lên á, cái cây này là 207 tự nhiên nó khổng lồ ra, nó to lắm các bạn. Nó to và nó nặng lắm. Đấy. Đấy, nó to và nó nặng lắm. Hồi xưa là thấy cái này là thích lắm các bạn. Bởi vì thường cái cây to thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tiếng nó lớn, bởi vì nó chứa được cái loa lớn á. Thành ra nó cây này nó kêu to. Thế. Rồi bây giờ mình sẽ đi lướt qua cái cây này ha. Đó. Cái cùng họ cùng cái năm sản xuất đó là 205 á, Hoàng có làm clip review rồi, thành ra các bạn cũng mở cái clip review 205 lên để xem ha. Cái cây này thì nó bự hơn 205, loa lớn hơn, thành ra tiếng của nó thì cũng khi phát ra là nghe nó ngầu hơn 205. Đấy. Ai mà thích gọn thì mua 205, mà còn không thì nhà mà rộng rãi đó, mình chọn cái cây này luôn cho nó đã. Mấy lần mà Hoàng làm clip dạy đàn, Hoàng cũng nhờ mấy cây này nè, nó vững chãi lắm, nghe tiếng với lại phím của nó dày á, đã lắm. Mình đi từ trái qua đi, mình cứ đi tàn qua. Rồi, đó, cho các bạn thấy, chậm rãi thôi. Đấy. Cái này, cái nút này nè, cái nút này là chỉnh sáng tối, cái âm thanh ấy, sáng tối, là bass treble á các bạn. Đây, màn hình cũng to nha. Thôi mà mấy cái này cũng không còn quan trọng nữa đâu. Quan trọng Hoàng review cho các bạn xem một cái chất âm á. Đấy. Rồi, bên dưới nữa cho các bạn xem luôn. Cái phần loa của nó lớn lắm. Đây này, đây này các bạn. Phần loa này lớn lắm nè. Thế, mình coi thử năm sản xuất của nó luôn đi. Mình xem đằng sau lưng. Thường những cây của Nhật á, nó mới có thể hiện năm sản xuất nha các bạn. Mình xích qua. Rồi, các bạn xem thấy không? Các bạn thấy cái số 2000, đây là 07, tức là năm 2007 này. Những cái cây này thì chắc chắn là nó lắp ráp tại Nhật rồi, made in Japan. Rõ ràng ha. Rồi, những cái cây này bây giờ giá nó chẳng còn cao nữa. Hồi xưa thì khi về Hồng bán khoảng độ 27 triệu, thì bây giờ nó còn tầm chừng 20 triệu, nhiều khi nó không tới 20 triệu. Bởi vì nếu mà khi nhập về mà giá nó tốt đó, bạn Hoàng cũng bán nó dưới 20 triệu. Còn khi nào mà hàng nó khan hiếm ở bên Nhật á thì phải đấu giá, mà thành ra là nó có thể nhích lên 1-2 triệu, không quan tâm. Quan tâm á là các bạn quan tâm là cái đàn còn lại đã hay không, chứ các bạn có thể các bạn mua đàn qua sử dụng, xe qua sử dụng, điện thoại qua sử dụng, những cái thứ đó các bạn đừng có khoe quá về giá mà khoe quá về cái chất lượng á, để ý về cái chất lượng ha. Rồi, nó đắt hơn 1-2 triệu, còn mà nó đã thì cứ mua các bạn ạ. Rồi, bây giờ là mua mấy cái này là mình rõ ràng mình không còn phải trả tiền cho thương hiệu nữa rồi, mà mình trả tiền cho cái thực chất của nó luôn. Chứ cây này mua mới tầm khoảng 80 triệu nha các bạn. 80 triệu, nhiều ha, cỡ 4 ngàn đấy. Rồi, mình thử một số tiếng của nó nha. Cái này nó có tiếng rồi. Thank you.
long lanh á. À tiếng này. Tiếng này là nó kết hợp với cái tiếng piano điện mà cái giống như tiếng chuông á, và cái dư cái phần phần mà phần 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 hậu của nó đó, cái đuôi của nó rất là dài ha, đẹp ha. Cái tiếng này là nó kết hợp với cái voice là tiếng của người. À, cái này thì là với cái bài chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh ha. Rồi coi còn cái bài gì hợp nữa. Là xin lỗi đi. Tiếng để dành cho mình đánh đàn, tập đàn, mình chơi nhạc thì nó loanh quanh những cái tiếng đó, và Hoàng đã thử cho các bạn qua một vài cái ca khúc của Việt Nam và nước ngoài. Các bạn thấy được không? Rồi, thì đương nhiên rồi, đây là sản phẩm cao nhất của cái năm đó. Rồi là cái năm đó nên nó ra cái cây này là khoảng độ 80 triệu thì là đối với piano điện thì như vậy là nhiều tiền rồi đó. Thì đương nhiên họ sẽ ưu ái, họ cho những cái tính năng cao cấp, những cái âm thanh, những cái chất liệu hay là nhiều thứ đó, họ sẽ cho cây này. Và qua năm tháng thì cây này đã là mười mấy tuổi rồi. Vì mười mấy tuổi thành ra nó chỉ còn lại có 1/4 giá thôi. Đấy, thế là mình bây giờ mình mua mình về là mình xài mà Hoàng bảo đảm những cái cây này xài còn rất là ổn ha các bạn ha. Đây, cảm ơn các bạn. Nếu được các bạn xem thêm nhiều các clip khác của Hoàng để có thêm nhiều cái lựa chọn, nhiều cái idea
Rồi cũng có thêm những cái mức giá cao hơn, mà cao hơn thì những cái model mới hơn, càng mới thì nó càng đắt ha các bạn ha. Rồi à, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đã xem clip của Hoàng cũng như mua đàn ủng hộ Hoàng. Hôm nay Hoàng cũng bán được mấy cây mà rất là vui, bởi vì là có nhiều cả anh á nói là hậu mãi bên Hoàng tốt, có nên quay lại ủng hộ. Rồi, cảm ơn các bạn nhé nha.